Xin chào tất cả quý khán thính giả. Hello, cả nhà. Đâu rồi? Ồ, có cái điện thoại. Cái điện thoại nó đang bị đổ chuông rồi. Tắt cái chuông giùm em mất. Chuông quá rồi. Máy bên kia. Cả nhà ơi, hello cô. Đó. Có cái điện thoại trắng ở đó không? Ở đây, có đây rồi. Sorry. Hello. Em sao xuyến quá các anh chị ơi, em sao xuyến quá. Có ai xem livestream của em ngày hôm nay không các anh gái chị ơi? Chào cả nhà. Đang đọc báo luôn quá trời. Biết rồi, tới giờ này thằng em tự động lên like rồi, cần gì đâu phải đọc báo. Ha. À, hôm nay em khen thiệt nha, hôm nay khen thiệt không khen đểu nha, khen thiệt luôn anh có vậy, em khen thiệt luôn đó nha. Nên mấy anh mấy chị mà ngày hôm nay mà đang lựa cái luồng like này để vô mà bem thằng em thì làm ơn suy nghĩ lại cho nó kỹ nha. Cân nhắc trước khi mình có bất kỳ một cái phát ngôn nào hay có bất kỳ một cái bình luận nào ha. Trước khi có cái phát ngôn nào hay cái bình luận nào trong cái luồng like ngày hôm nay nha. Hôm nay là mình chỉ dành những lời khen thôi nha, không có chê bất kỳ một cái vấn đề gì khác nha các anh các chị. Khen, phải khen. Rồi, chào chị Hà Khánh, đọc tên tôi xem. Chào chị Hà Khánh, có 619 bạn bè. Em chào chị My Lê, bonjour. Rồi anh các chị ơi, ngày hôm nay là fan nức lòng luôn anh các chị ạ. Trời ơi, fan là ngày hôm nay là fan nức lòng luôn. Không thể nào hình dung ra được. Đến đây nếu mà nói một cái từ không ngoa nha. Em nói thiệt, cái bữa nay là em thấy cái người con dâu Bình Định mà nó đẹp đẹp nhất từ trước tới bây giờ luôn. Đẹp còn hơn cái lúc lên livestream ở nhà luôn. Tại vì lúc đó lên là trong người lúc nào nó cũng mang cái sự thù hằn ở trong người. Sau đó người nó cứ hừng hực. Nó kiểu như là nó bị dồn nén cảm xúc cái lâu ngày lắm rồi á. Mà cái cảm xúc mình đã dồn nén lâu ngày, cái là cái tâm trí của mình đã nó bị ảnh hưởng, là cuối cùng các cái loại hormone ở trong người nó cũng không tốt, nó không hay, cho nên xong rồi cái là mình thêm bia rượu nước giải khát đồ vô trong người á, cái tự nhiên nó mệt người, cái thành ra nó trổ ra bên ngoài, nó trổ cái mẻ ra bên ngoài, nhìn nó không có cuốn hút, nó không có lâu cuốn. Nó lâu cuốn. Cô Hoàng Cao Mai ơi, cái gì cũng vậy cô, từ từ. Bây giờ mình thấy sao, mình cứ thấy mình cứ phải là xin lỗi cái câu này một tí nha, tại vì nói cái này nó mới đúng ngữ điệu của khu vực Bắc Bộ. Nhìn mặt mà mắt thì rong, con lợn có béo thì nòng nó mới ngon đấy, cái câu đấy nó phải là như vậy đấy. Nhìn mặt mà mắt thì rong, con lợn có béo thì nòng nó mới ngon đấy, chứ không phải là em pha gì đâu nha các anh các chị. Không có pha, không viết gì hết trơn, nhưng mà cái câu đó mà nói tiếng Bình Định thì nghe nó khó chịu lắm. Tự nhiên nhìn mặt mà bắt hình dong mà con lợn nó có béo thì lòng nó mới ngon ha. Nhìn Phan Phong để ria mép, hình như sáng nay em chưa kẹo râu hay sao chứ tự nhiên em có đỡ ria mép đâu các anh các chị. Thông cảm nha, tại vì em ngầu ở một cái không gian mà nó khiến cho em ngày hôm nay đúng ra là em chưa lên live giờ này đâu, nhưng mà tự nhiên em xem xong cái bài báo trên trang báo Tiền Phong, tự nhiên em bực phát em phải lên anh các chị. Bực phát em phải lên. Ha. Hồi ơi anh các chị, có ai nghĩ được ra không? Chứ em là em nói thiệt luôn là em nghĩ không ra luôn á. Muốn nghĩ lắm luôn nhưng mà nghĩ nó không có ra. Từ trước tới bây giờ chưa bao giờ mà em thấy ai mà người ta nói rằng là trước đây nói là người đẹp Bình Dương thế này thế nọ, nhưng mà nói thật sự ra mà nói thì bữa nay em phải công nhận luôn. Công nhận từ trước tới bây giờ, từ cái giai đoạn mà bước vào cái drama đến khi bước ra khỏi cái drama cho tới bây giờ á, là ngày hôm nay là một trong những ngày mà em nhìn em thấy trời ơi là trời, chị Hằng chị đẹp sao đâu mà trời ơi là trời, chị đẹp không còn từ gì để diễn tả luôn. Đẹp mà đẹp hết phần thiên hạ luôn anh các chị. Thiệt hả chứ?
Mấy anh mấy chị có công nhận với em không? Chứ mấy anh mấy chị nhìn cái hình ảnh đó là em nói thiệt luôn, em đây em xin phép em đưa hình ảnh của bé Tiền Phong lên nha. Đây là của bé Tiền Phong. Trời ơi, đẹp mà nó đẹp, một cái vẻ đẹp mà nó hút hồn. Hút hồn luôn. Chứ em hầu giờ em ít khi em khen ai lắm, nhưng mà em khen là em khen thiệt, chứ em không phải làm khen điếu đâu nha. Nó khen thiệt luôn á. Anh các chị thấy không? Trời ơi là trời, có vụ gì nữa đây? Quảng kéo quảng đồ gì đây đó, để cho người ta lên người ta xem, người ta chiêm ngưỡng cái dung nhan đang xí chứ. Đấy. Ngày hôm nay á, tại phiên tòa phúc thẩm nha, mặc dù là không có kháng cáo nhưng mà tòa vẫn trích xuất để mà đến phiên tòa ngày hôm nay, anh các chị thấy không? À, mặc áo trắng ha, à, búi tóc cao ha, à, các chị thấy không? Tôi là tôi kết cái bức hình này nhất, tôi nói thiệt, trong tất cả cái bức hình mà nói là ai nói chị Hằng không đẹp, cho tôi nói thiệt chị Hằng rất là đẹp luôn, đẹp mà đẹp rạng ngời luôn á các chị, chứ không phải đẹp giỡn đâu nha, đẹp thiệt luôn á ha. Nay mới thấy công nhận luôn, trước đây bao nhiêu người nhìn qua nhìn lại với bao đêm làm sao biết được là chị Hằng chỉ đẹp tới cỡ đó các chị, công nhận luôn. Chỉ mà chỉ còn biết mà lúc mà ống kính của phóng viên mà chỉ tới ngay mặt mình là chỉ phải cạch chị đé lòng nhèo. Trời ơi là trời, lần đầu tiên tôi bất ngờ luôn trong đời khi mà tôi xem cái câu chuyện là cái hình ảnh nó được phát đi từ một cái phiên tòa mà trời ơi ở cái vị trí là bị kéo mà canh cái canh cái chị thấy không, phải đé lòng nhau vậy. Chị em xin phép chị nha, em lấy cái hình này xem anh em đé lòng nhau lại chị nha. Cạch trời ơi, đé hầu dám mại con mắt luôn, đé xong hầu trời ơi nhìn hai con mắt cái này nó chấp dính chặt lại với nhau luôn á canh cái chị, nó dính chặt lại luôn nè, đó dính lại luôn nè. Wow là trời ơi, em công nhận em nở thiệt á, em nở ghê luôn á. Các anh các chị có thấy ai cái cảnh mà hầu giờ mà đi cải tạo mà cỡ như vậy không anh mấy chị? Chứng tỏ một điều rằng đừng có ai ngồi nói rằng là ở Việt Nam chúng ta là có cái này có cái kia, không có, gạt đi hết đi. Bây giờ mình phải lấy cái hình ảnh này mình viral lên ha. Mình phải lấy cái hình ảnh này mình viral lên, mình phải có cái sức lan tỏa để cho bè bạn quốc tế nhìn vô và biết rằng Việt Nam chúng tôi là một cái đất nước rất là công bằng các anh các chị. Thế có ai mà ở trong đó mà nuôi mà cỡ được như thế này không? Các anh các chị đâu có giỡn đâu các anh các chị. Ha. Đâu có giỡn được đâu, cái này là tình hình, này là thực tế luôn, đừng ảnh được chụp ngay tại phiên tòa luôn chứ phải giỡn đâu mà. Đấy, nhìn là ống kính mà không? Ở dưới này còn để cái capture ở bên dưới này. Bà Hằng liên tục nở nụ cười mỗi khi thấy ống kính truyền thông hướng về phía mình. Em không biết đây là mấy anh mấy chị lăng xê hay là mấy anh mấy chị chơi dìm hàng, nhưng không, mà đẹp thiệt canh cái gì, đẹp thiệt. À, hình ảnh này là một cái hình ảnh nó thể hiện cái tinh thần đoàn kết, tinh thần đoàn kết. Mấy em cứ yên tâm, mấy em cứ ngồi yên đó, cả thế giới là để đó chị lo, yên tâm đi, có chị ở đây rồi, tụi em cứ yên tâm, tất cả đối với chị đều là chuyện nhỏ ha. Trên thế giới này tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, duy chỉ có việc lấy vợ nhỏ mới là chuyện lớn thôi, tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ ha. Thân hạng anh các chị, trời ơi dạo này chỉ đẹp mà chỉ đẹp xuất sắc, cỡ mà vòng eo 56 đẹp từng cm của Ngọc Trinh là xin lỗi, vô đây so tuổi gì mà so với chị, tuổi gì mà so với chị, nghĩ sao vậy? Biết năm nay là chị bao nhiêu rồi không? Mà chị vẫn giữ được cái thần thái và cái phong độ nó cỡ như thế này, đúng đỉnh của chóp từ trước tới bây giờ chưa bao giờ thấy luôn ha, chưa bao giờ thấy luôn các chị. Cỡ bà Trương Mỹ Lan kia mà hàng triệu tỷ đó, nhưng mà ngầu là cũng không thể nào sánh bằng được. Không, không thể nào sánh bằng được. Người ta nói là hột xoàn cả rổ chứ kim cương cả ký luôn ấy. Kim cương cả ký mà hột xoàn cả rổ luôn á các chị, phải giỡn đâu nha, đâu có đùa được đâu. Mình mới thấy những cái hình ảnh, trời ơi, còn youtuber thì thôi đừng hỏi nữa, bắt gớ bên ngoài ngầu à, uống cà phê cà đồ xong rồi livestream mà cười hớn hở, chuẩn bị họp fan, họp fan, chuẩn bị chị giờ là họp fan nha, chị mà chị về nhà cái là họp fan luôn. Trời ơi là nó vui, tao nói nó vui mà nó vui, hầu nào dẫn ra Bình Định xong rồi mình họp fan ở quê nhà đi, trời ơi chắc nó vui lắm luôn á, khi đó là bảo đảm rằng cái chuyện nó vui. Trời ơi
vui cực kỳ luôn á. À, nhưng mà sao mà tôi nhìn qua nhìn lại tự nhiên tôi thấy tới cái câu chuyện của Đặng Anh Quân, tự nhiên tôi thấy tôi xót xa quá anh các chị. Nhìn qua Đặng Anh Quân thấy xót xa. Không biết anh các chị có theo dõi không chứ tôi theo dõi nó khá là kỹ ha, theo dõi kỹ lắm. Đây này, giờ copy cái hình ảnh này qua cho anh các chị để anh các chị xem nữa là nó một trời một vực với nhau như thế nào. Trời Quân thương ghê luôn, không thấy được mặt, không thấy mặt người mà chỉ thấy những cái hình ảnh. Trời ơi sao vậy canh các chị, sao mà nó thảm thương dữ vậy canh các chị, chết đi chứ làm gì. Trời ơi kiểu về rồi sống sao cho nổi. Trời ơi em này, em sống không nổi rồi đó, để em bấm được cái hình lớn lên canh các chị xem đi coi. Đấy canh các chị thấy không, thái cực nào nó ra thái cực đó. Một bên nó thì nóng trong người dữ quá rồi mụn nó lên là đúng ra có cái câu là mụn nó lên nốm mạc, còn bây giờ là mụn nó lên là nó lên đầy mặt, nó lên tới cổ luôn. À, cảm ơn chị Xuân Ái nha. Em giống cái đó của chị không vậy? Chị Xuân Ái giống không hả? Khịa riết vào cái mặt giống cái lờ luôn. Mày ra mày đóng cửa giùm tao đó mày. Tao nói xong mấy công bà con chung cư chạy tới ngồi tập trung nghe thôi. Mày ra mày đóng cửa giùm tao cái. Tao mở cửa nãy giờ mấy công bà con tới đây ngồi hỏi ủa thằng nhỏ nào mà ngồi nói chuyện dễ thương dữ vậy. Không em không thế cho ông Yên được đâu. Làm sao mà em có cửa, làm sao em có cửa em thế cho ông Yên được anh các chị. Này là cái hình ảnh thực tế mà. Đấy, thấy chưa? Để cho anh các chị nhìn thấy hình ảnh này là hình ảnh của bị cáo Đặng Anh Quân ngay tại tòa. Hình ảnh của bị cáo Đặng Anh Quân ngay tại tòa, anh các chị thấy như thế nào? Cái này là để cho anh các chị thấy thôi, còn hôm nay em khen mà, em dành lời khen nức nở. Trời ơi, cảm ơn anh Hoàng Thạch Music Huỳnh, Hoàng Thạch Music Huỳnh nha. Anh học ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du ạ. Trung học phổ thông Nguyễn Du ạ. Ở Hoài Nhơn hay ở đâu? Hoài Nhơn hay ở đâu? Nói nghe cái coi nè. Trời ơi, tự nhiên cái gôn mình vô tôi biết mà, tôi nói tôi khen chị mà sao tự nhiên mấy anh với chị vô đây cứ nói em vậy? Cỡ thằng Văn Phong là gì mà ngồi cà khịa những người ngu mới nghe thằng này. Trời ơi, có ông Hoàng Thạch Music Huỳnh ông đang ngồi ông nghe Văn Phong này nói chuyện. Vậy anh thuộc thể loại nào? À, em cũng ngồi em chờ cho em biết. Ngày hôm nay tự nhiên cái 888 người thì trong đó nó phải có mất 600 người là fan của chị rồi, nức lòng. Tôi khen chị, bữa nay tôi khen chị mà mấy anh mấy chị tiêu đề tôi cũng khen luôn, nghe chưa? Tôi chưa bao giờ tôi thấy người nào mà đẹp như chị luôn. Thiệt. Chưa thấy người nào đẹp như chị luôn. Ở trong trại cải tạo mà ra là bảo đảm thật sự với anh các chị nha. Ha. Ở trong đó mà ra mà trời ơi là trời. Cô ơi cô đừng có ăn cơm giờ này, mà ăn cơm là sạch cơm thiệt đó nghe cô. Đừng có ăn cơm nghe giờ này, đừng có ăn uống cái gì hết trơn á. Ủa trên các chị thấy đẹp không? Trên các chị thấy đẹp không? Cảm ơn chị Hưởng Sài Gòn. Chị khen Phong Phong áp lực của bao nhiêu bình luận không ưa mà vẫn vững tâm. Ủa bình thường thôi anh các chị. Mình sinh ra đâu có phải là mình có cái quyền mình bắt người khác người ta thương yêu mình hết đâu, đúng không? Giống như là chị Hằng vậy đó, chị cũng nói là bây giờ là bảo đảm là trời ơi cả 97 triệu dân Việt Nam ủng hộ nha, đâu có câu chuyện đó đâu, nó cũng vừa vừa thôi chứ bao nhiêu người thế đâu mà nhiều dữ vậy. Thì cũng lâu lâu có ngày vui cho mấy anh mấy chị để tổng kết, chứ còn sau ngày hôm nay nếu mình nói cái gì thì mình chỉ chờ ngày chị ấy về xong rồi bắt đầu chị ấy lên livestream, cái chị ấy họp fan rồi chị ấy làm này làm kia nếu mà có nha. Ở đây là không dám nói chắc chắn cái gì hết trơn mà chỉ để đặt ra cái câu là nếu mà có ha thì khi đó mình vui hơn ha. Nhưng mà cái ở đây này để cho canh các chị xem này đó. Bây giờ nếu mà canh các chị nhìn vô cái hình mà đá lòng nheo này, nếu canh các chị mà phóng to lên nha, canh các chị mà phóng to lên là canh các chị thấy nó có quá nhiều điều nó bất ngờ ở trong đó. Thì tôi sáng giờ tôi ngồi tôi nhìn mà tôi thấy nó bất ngờ sao đâu. Trời ơi là trời nè, anh các chị xem nè. Bất ngờ em là em bất ngờ. Đó. Giờ ngồi phân tích một xí nha. Nếu anh các chị mà zoom kỹ cái hình này trên báo, anh các chị thấy kim cương mình phải để ở đâu? Đồng tiền là nó phải đi liền với khúc ruột, kim cương là nó phải dính ở trên răng của mình thì khi đó mình mới giữ được. Đúng không?
Chứ kim cương mà nó không nằm ở trên răng là bảo đảm với các chị là không giữ được. Các anh các chị thấy không, mấy cái câu chuyện đưa ra rồi, vô ngân hàng thì cũng có cái chuyện này chuyện kia à. Rồi khi đó là không biết ai lấy tiền thế này thế nọ, thấy chưa? Nên bây giờ là kim cương là mình phải đính nó trên răng à. Rồi sau khi mà mình được trích xuất ra đó, em chào chị Mỹ Diệu nha, sau khi mình được trích xuất ra là bông tai. Ê mắm, cho tao mượn đôi bông tai ra đeo cái mắm. Thiệt tình hồi nãy giờ là em muốn kiếm gì em dán vô răng của em lắm ha. À, em muốn kiếm cái gì em dán vô răng của em lắm để em được đẹp, em được xinh như vậy á, nhưng mà không có anh các chị, tiếc quá thì không có gì hết trơn. Có mẫu ly cà phê đen nha, ly cà phê đen của em mà nó không có đường nữa anh các chị, em uống cà phê đen nó không có đường. Trời ơi, ly cà phê đen nó không có đường, nó đánh sao đâu mà nó đánh thiệt tình luôn anh các chị, đánh gơ thiệt á chứ, đánh lắm luôn á. Em cũng muốn kiếm cái bông tai để em bấm em xỏ vô em đeo nữa, mà em cũng không có cái bông tai nào để em bấm. Hồi giờ em không bấm lỗ tai các anh các chị, em không bấm lỗ tai. Mà em công nhận đúng là phụ nữ không, người ta nói là người đẹp vì lụa mà lúa tốt vì phân. Nó người đẹp nhìn vì lụa mà lúa tốt vì phân, câu này là ông bà ngày xưa nói, thấy chưa? Đeo bông tai vô con người mình tự nhiên nó đẹp, nó sang hẳn. Tôi không biết cái này nó định giá là cái kiểu như là ngọc trai hay là nó đính là bao nhiêu carat rồi, không biết đính vô trong răng của mình bao nhiêu carat nữa chứ. Có các chị có đính đá trong răng mà không biết, mình ngồi mình nói vậy mắng công người ta kêu mình soi, mà tự nhiên tôi nhìn thấy răng của chị bữa nay nó trắng nó sáng, mà nó kiểu như là đúng ra tôi tưởng là flash của anh em máy ảnh khi mà phóng viên họ tác nghiệp họ bật flash lên, nhưng mà sợ flash lên nó bật lên cái nó chói hay sao mà tự nhiên nó chói không đó cái mắt chớp gì cái này đó. Hình như flash nó bật lên cái khúc đó, cái là phản ứng con mắt chúng ta mà khi có ánh sáng lớn nó dội vô là chói mắt ra, là kích con mắt vậy, cái là bắt đầu nó hé cái hàm răng ra là ôi ôi em thấy kim cương, ngồi ôi kim cương đính đầy người luôn mấy anh mấy chị ơi, kim cương đính đầy người luôn, khổ gơ thiệt cái chứ. À chị Tuyết Lê, Tuyết Lễ Loi nói đúng, em có cái nịt, em có cái gì nịt nè chị. Em có cái dây nịt nè, chị nói nịt là đúng, em có cái dây nịt. Sao anh, em đang live stream anh ơi. Em vậy hả, em đang live, em đang live. Trời ơi, em thấy người đẹp Bình Dương lên là em phải like thôi chứ. Dạ dạ dạ. Thôi ơi, nhìn không. Rồi gần ra rồi anh các chị ơi, 3 năm chứ mấy, gần xong rồi. Gần xong rồi, thấy không? Cho nên bữa nay ngày hôm nay là truyền thông là làm việc rất là hay, truyền thông ngày hôm nay làm việc rất là hay. Trời ơi chứ em khen thiệt, mà em nói chị Hằng bữa nay chị đẹp, mà mấy anh mấy chị cứ lên nói tôi đố các anh các chị tìm được cái cọng tóc bạc nào ở cái độ tuổi này trên mái tóc của chị Hằng, các anh các chị tìm được ra sợi tóc bạc nào đem bán cho tôi mua. Mà trong đó chị đâu có tinh dầu bưởi đâu, em lấy tay tinh dầu bưởi các bạn. Ở đó đâu có tinh dầu bưởi đâu để xịt cho tóc nó dài ra tóc nó mọc. Nhưng mà chị em thấy đoạn này nó hơi thưa, có gì chị ra xong rồi chị ủng hộ tinh dầu bưởi của em nha. Có 350.000 cho một chai 100ml ha, 350.000 cho một chai 100ml và 190.000 cho một chai 50ml đó. Tinh dầu bưởi các anh các chị cần gì các anh các chị cứ lấy tinh dầu bưởi về, tinh dầu bưởi là giải quyết cho các anh các chị cái khâu này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ tốt. Mà vì ngày hôm nay em livestream xóa phong cho nên là cuối cùng các anh các chị nhìn chai dầu bưởi mà thấy cái màu nó sao nó sẫm sẫm, nhưng mà nó là tinh dầu bưởi đấy các anh các chị, tinh dầu bưởi ha, bưởi đàng hoàng các anh các chị. Em khen mà em đâu có chơi đâu, làm sao mà em có cửa mà em ngồi em chơi được ha, đúng không các anh các chị? Ở đây cũng không phải là hình ảnh mang tính chất minh họa à, không phải là hình ảnh mang tính chất minh họa, mà hình ảnh này là hình ảnh thật, hình ảnh này là một hình ảnh cực kỳ thực tế luôn. Nhưng mà bắt đầu từ đây thì em mới trở ngược lại với câu chuyện của ông Đặng Anh Quân. Ông Đặng Anh Quân bây giờ ngày hôm nay ông lên ngồi ông tuyên bố là ông kêu không, tôi chỉ có ủng hộ cho chị ấy, tôi lên cùng chiếc xe với chị ấy là tôi ủng hộ cho chị ấy về cái việc đó là vấn đề này vấn đề kia, vạch ra cái này vạch ra cái nọ, chứ bản thân của tôi là không có tôi không có nói xấu ai hết. Mà bây giờ là cơ quan chức năng là đi cắt ghép lời nói của tôi ra xong rồi chia ra đoạn này đoạn kia, thì đó là nhận định của ông Quân. Còn cái quan điểm còn lại vẫn là cái quan điểm của hội đồng xét xử, quan điểm của hội đồng xét xử rất là rõ ràng, cái kết luận cuối cùng vẫn là
thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn chính vì lý do là cái câu chuyện ngày hôm nay như vậy cho nên nó làm lu mờ đi hình ảnh của người có quyền lợi liên quan ngày hôm nay cũng đến tòa, đó là bà Đinh Thị Lan. Thì bà Đinh Thị Lan có này có một cái yêu cầu là yêu cầu thay đổi thẩm phán. Tôi nghĩ cái yêu cầu này nó cũng hơi quá các anh chị, không phải nói gì nhưng mà nó cũng hơi quá. Làm sao mà yêu cầu thay đổi thẩm phán các anh chị? Trừ khi mình phải đưa ra mình có lý do gì đó như thế nào chính đáng mà là phù hợp như thế nào không, chứ còn bây giờ lên mà yêu cầu mà thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa thì chuyện này nó không hợp lý. Còn những người kia thì vẫn lên chia sẻ trên góc độ cá nhân là họ vẫn nói là họ có cái chỗ công an việc làm ổn định ha, công an mặt công an việc làm ổn định nè, có nơi ăn trốn ở đàng hoàng thì cơ quan chức năng có thể kiểm soát được, có mẹ già có con thơ cho nên là cũng mong được sự khoan hồng của nhà nước. Thì tôi nghĩ xét trong trường hợp này thì nếu góc nhìn cá nhân của tôi nha, thì những người nhân viên làm dưới trướng của bà ấy thì thực tế là họ cũng nhận tiền thôi ha. Cảm ơn chị Ngân Khang nha, hôm nay theo kịp em ạ. Tại vì họ là nhân viên cấp dưới thôi, nhân viên cấp dưới cho nên là họ làm việc thì họ cũng phải làm theo chỉ đạo thôi. Bây giờ mình trách gì cũng không trách gì nhiều. Còn cái việc cái quan điểm của hội đồng xét xử đó là vẫn là quan điểm của hội đồng xét xử. Chứ ở đây thì họ đối với bản thân của họ thì hưởng án treo cũng được thôi, chứ không có cái gì nó không phù hợp. Bản thân cá nhân của Phong vẫn đưa ra một cái nhận định như vậy. Nếu họ án treo thì cũng, chứ bây giờ họ bên ngoài cũng chả ảnh hưởng gì tới cái sự bình yên của xã hội cả, vì không dám, chắc chắn cũng là sẽ là không dám nữa đâu. Ha. Ha. Làm gì có màu trắng. Cảm ơn chị bé Út sống tại Bến Tre ha. Càng nói càng tồi bại, trời ơi, tiểu nhân không còn thốt ra lời nói cũng thấy tồi bại. Chưa đâu mấy chị ơi, kịch vui nó còn ở phía sau nữa. Bây giờ biết đâu các chị ngồi, các chị chửi em, các chị ngồi xéo sắc em cho lắm rồi ha. Ha. Ngồi chị xéo, cái mấy anh mấy chị ngồi chị xéo sắc em chi cho nó mệt ha. Biết đâu đó vài năm nữa rồi các chị, khi đó các chị quay qua các chị lại nói ờ hồi hay biết vậy ha. Em không biết nhưng mà em cứ nói là biết đâu vài năm nữa thôi thì các chị lại quay ra ồ xin lỗi Văn Phong nha, hồi hay hồi đó biết thế thì không phải thế cho nên nó thế. Ai đâu biết trước được chữ ngờ các chị. Trời ơi, bữa nay mấy anh mấy chị đem mồi nhậu vô đây nhiều ghê luôn. Trời ơi, mấy anh mấy chị đem mồi nhậu vô đây nhiều quá. Em bây giờ em cũng không rảnh em lóc mấy anh mấy chị nữa. Bây giờ em ngồi em ngó qua bình luận của mấy anh mấy chị là chơi vui thôi. Thì em ngó qua bình luận của mấy anh mấy chị chơi vui thôi chứ quan trọng gì mấy cái bình luận đó. Em quen với mấy câu chuyện này quá rồi. Thì em quen với mấy câu chuyện này quá rồi, không có gì hết trơn á. Mấy chị có bình luận cỡ đó, nhưng mà các chị có bình luận nữa đối với tôi nó cũng từng đó chị, chả giải quyết được vấn đề ha. Nhớ biết được vấn đề gì hết trơn. Em thấy đẹp thì em lên em khen tôi làm gì ghê vậy. Khen người ta mà cũng bị cấm à. Đó. Trời ơi tràn ngập vô luôn. Mấy chị vô đây à, tràn ngập dữ vậy. Vừa thôi. Sao mà bữa nay dẫn nhau vô như vậy. Giờ này là giờ tôi dùng cho khán giả của tôi mà. Tại vì khán giả của tôi ngày hôm nay có đặt ra câu hỏi gì tôi cũng khó trả lời lắm. Đừng có hỏi là tại vì sao mà lên tòa sao không đeo cái này không đeo cái kia. Chỉ đeo rồi, không đeo đâu. Rồi đừng hỏi là sao lên tòa mặc cái này mặc cái nọ ha. Ngồi trong đó cũng đỡ ra đầu. Dạ đúng rồi. Ngồi trong đó thì đúng là đỡ đau đầu thiệt anh các chị ha. Đỡ đau đầu thiệt chứ đâu ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà không biết rằng là khi mà ra những cái hình ảnh này thì fan ở bên ngoài có hiểu được là ở đằng sau nụ cười này nó là cái gì hay không, hay là trước mắt thì cứ hiểu là nụ cười chính là nụ cười thì đúng một nụ cười 10 thang thuốc bổ mà anh các chị, đúng không? Một nụ cười nó là 10 thang thuốc bổ, cho nên là họ cười được là tốt, họ cười được là tốt. Nhưng mà ở đằng sau nụ cười nó là cái gì thì em không biết. Đằng sau nụ cười là cái gì thì em không biết.
Không, anh có chị phải khen đẹp, đẹp mình phải khen anh có chị. Bây giờ là anh có chị biết rồi, không gian mạng này ghê gớm lắm anh có chị ơi. Không gian mạng này không phải đùa được đâu anh có chị ạ. Ha. Đấy. Chị đẹp mà da chị trắng nè. Mascara chị đẹp nè. À, chân mày chị đẹp nè, môi chị ấy đỏ nè, răng chị ấy trắng nè. Trời ơi, chị ấy đeo bông tai rất là đẹp luôn. Chỉ có nhà giàu mới có tiền mà đeo bông tai hột xoàn được trên tay như thế này thôi đúng không? Mà tóc chị ấy nó rất là đẹp luôn anh các chị. À, tầm tuổi này rồi mà tóc kiểu như vậy thì em nói thiệt chứ tóc em lâu lâu nó cũng có sợi bạc đây mà. Bao nhiêu cái câu chuyện như vậy, bao nhiêu cái công việc như thế mà vẫn giữ được cái phong độ như thế này thì nói thật với các anh các chị là chỉ có đỉnh của chóp thôi, chứ cỡ em nói thẳng luôn là giờ Ngọc Trinh cũng phải xách dép theo chị, con đường nào nữa khác, công nhận ha. Trời ơi, giờ này mà ai kêu mà thả nghe phóng thích ngay tại tòa vậy, em không biết nha, em không biết có phóng thích ngay tại tòa không, em không biết cái việc đó là việc quyết định của cơ quan chức năng ha. Việc đó việc của cơ quan chức năng, ở đây là cơ quan tố tụng chứ làm sao mà chúng ta biết được, cùng lắm là chiều nay chúng ta mới biết được là cái kết luận cuối cùng nó như thế nào, được chưa? Đúng vậy mà nhiều người cứ chê kêu ở Việt Nam đi vào trại cải tạo thế này thế kia, em thấy không đúng rồi đó ha. Các anh các chị nói vậy là sai nút vào đó, em thấy là tốt ra mà người nó cải thiện hơn nữa đó, cải thiện. Được chưa? Hình ảnh này, những cái hình ảnh này mặc dù các anh các chị nhìn vào tôi không biết các anh các chị thấy làm sao, chứ tôi thấy là ấm lòng, ấm lòng thật sự. Tại vì fan ở bên ngoài cũng rất là lo lắng, không biết là vào trong đó là cơm ăn có no hay không, rồi đồ ăn thức uống có hợp khẩu vị hay là không, rồi trời nó nắng nóng như thế này thì không biết là nó có quá nóng hay là không, cái này thế nọ nữa. Nhưng mà tình hình như thế này thì bảo đảm là ổn, không phải là ổn mà phải là cực kỳ ổn, đúng không? Nên fan ấm lòng cực kỳ, nhìn vào những cái hình ảnh này là bảo đảm fan ở bên dưới không còn một cái từ gì để mà chê nữa trơn, không còn một cái từ gì để mà nói đấy. Ai nói gì đó nói tôi nghe thử coi nè, có ai mà không khen dễ đẹp không? Đẹp thiệt, em công nhận đẹp ha. Chỉ có thiếu một cái là thiếu gì các anh các chị biết không? Giờ ý là lâu quá rồi không biết là giọng ca này nó còn như năm xưa nữa hay không, vậy thôi chứ cũng không biết được là cái giọng ca nó có bị ảnh hưởng đi tí nào không, không biết. Không biết là đêm nay trên phố mưa tơi bời, bài ca em viết riêng tặng anh. Không biết cái khúc đó là sau này là lên nó như thế nào không biết. Bây giờ mấy anh mấy chị hỏi câu chuyện mà trong tù làm sao em biết được ở trong tù nó có cái gì? Làm sao em biết được ở trong đó nó có cái gì mà các chị cứ ngồi các chị hỏi em ở trong đó? Tao không là gì của ai mà tao thấy phẩm chất của thằng Phan Phong là ưa không nổi đàn ông gì tư cách xạo lơ quờ Cường Lê. Sống tại Ba Càng Cửu Long Việt Nam. Trời ơi, tư cách gì anh, em có tư cách gì? Em chỉ là một thằng YouTuber thông thường thôi anh. Hả? Em chỉ là một YouTuber bình thường thôi. Trong bữa nay tôi ngồi tôi lên tôi khen mà các anh các chị cũng ý kiến đó thì tôi cũng không hiểu các anh các chị luôn á. Tôi lên tôi khen cũng nói ô lạch trời. Không, nhưng mà các anh các chị ơi, hát nó cũng vừa thôi nha. Hát mà nghe tới có người nói mà kiếp này mà hát karaoke nhiều là kiếp sau là chết thành ma cầm nha các anh các chị. Em sợ lắm. Còn ai mà cảm thấy mà khó ở, thời tiết nó nóng ẩm quá, thời tiết nó nóng quá là phải nằm điều hòa nhiều nó ảnh hưởng, thì cứ alo em mua tinh dầu đi. Mua tinh dầu về xong là xong lên cái là bảo đảm là người nó đẹp liền. À. Rồi còn cái hình ảnh là thôi thì đường nào đường, cho hình ảnh nó cũng chỉ mang tính chất minh họa thôi các anh các chị ha. Hình ảnh nó mang tính chất minh họa thôi, còn nó minh họa cái gì, nó minh họa như thế nào thì các anh các chị để các anh các chị biết ha. Trời ơi, em khen thiệt mà nhiều người cứ vào đây xong là cứ nói em, cứ đá xoáy em thế này thế kia, đá xoáy em thế nọ, khổ ghê chứ. Sắp ra chưa hả? Dạ, nếu mà chốt 3 năm thì cũng gần ra rồi. Nếu mà chốt 3 năm thì cũng gần ra rồi. Tháng 3 năm 2022, tháng 3 năm 2023, tháng 3 năm 2024 là hơn 2 năm rồi. Được chưa các anh các chị? Đúng, chính xác. Cái câu chuyện xã hội thì ai bình luận thì cứ lên bình luận.
các chị bình luận coi các chị thích nghe hay là không là chuyện các chị. Câu chuyện là câu chuyện của xã hội. Bây giờ báo chí đưa thì chúng ta lên chúng ta phản ánh thôi. Bây giờ hình ảnh đưa nó đẹp bất chết như vậy mà tự nhiên bây giờ lên ngồi chê người ta. Chê là bị chửi rồi nha. Ai mà lên mà ngồi chê là bị chửi á. Chỉ thấy xót xa cho Đặng Anh Quân thôi. Xót xa là xót xa cho Đặng Anh Quân thôi. Từ một tiếng suy luật mà cuối cùng thì bây giờ chôn vùi cuộc đời của mình kiểu như vậy. Không biết sau này bước ra rồi làm lại cuộc đời như thế nào thì không biết. Tại vì tôi nói này, xét theo tất cả các góc độ thì anh các chị thử xem. Ủa, dù sao người ta có tiền, người ta cũng xong rồi, chuẩn bị chấp hành án xong rồi. Dù gì người ta cũng là tỷ phú. Mà tỷ phú thì cuộc sống nó phải khác với người bình thường, chứ làm sao nó giống như người bình thường. Chỉ có khi người ta ước mơ là có những cái ước mơ nó nhỏ nhoi, giống như là bà Lan bây giờ bà ước mơ một cái bữa cơm sum vầy, sum họp cùng với gia đình ha. Còn cái này mới là cái hay này các anh các chị ha. Cái này mới là thông tin này. Thông tin này là cái thông tin được báo Tuổi Trẻ chia sẻ, cũng là bài viết cũng trưa ngày hôm nay thôi, 11 giờ 42 phút trưa ngày hôm nay, với cái nội dung chia sẻ như sau là trả lời hội đồng xét xử thì bà Nguyễn Phương Hằng có nói nguyên văn luôn nha: bị cáo không kháng cáo nhưng có liên quan trong đơn kháng cáo của bà Hằng Ni và lời khai của bị cáo Quân nên hội đồng xét xử vẫn triệu tập bị cáo hơn 2 năm tù tội. Hôm nay bị cáo hạnh phúc nhất khi đứng trước phiên tòa phúc thẩm. Bị cáo không kháng cáo nhưng cho bị cáo nói lên lòng mình những điều mà ở cấp sơ thẩm bị cáo không được nói. Nếu hội đồng xét xử cho phép, bị cáo xin được nói. Hội đồng xét xử đề nghị chỉ nói những việc liên quan đến vụ án. Rồi tiếp theo dẫn lời bà Hằng: bị cáo có một nỗi buồn thật sự, bị cáo có tội nhưng cũng có tâm. Khi bị cáo ra tòa mọi người đều quay quanh tội của bị cáo chứ không quan tâm đến việc bị cáo có tội nhưng cũng có tâm. Bà Hằng tiếp tục trình bày nhưng hội đồng xét xử cắt lời. Khúc này cắt lời là đúng. Bởi vì cái này là phải để cho những người yêu thương và ủng hộ bà Hằng lên tiếng mới đúng. Vì sao? Đã có một cái câu tuyên bố là 97 triệu dân Việt Nam ủng hộ. Thế thì tại vì sao lại có cái việc rằng là lên đây ngồi lăn tăn về cái việc bị cáo cũng có tội nhưng mà cũng có tâm. Nhưng mà khi bị cáo ra tòa thì mọi người đều quay quanh tội của bị cáo chứ không quan tâm đến việc bị cáo có tội nhưng cũng có tâm. Ủa, 97 triệu dân Việt Nam đâu hết trơn rồi? 97 triệu dân Việt Nam đâu hết trơn rồi? Mà các cái góc độ phân tích này thì nói thẳng với canh các chị, chứ làm sao mà những người mà họ đang bị cuốn theo cái vòng xoáy đó làm sao họ thấy được, đúng chưa? Trời ơi là trời, chưa biết đâu nha, ai biết đâu 1-2 năm nữa nó có thêm những cái drama mới hay sao. Một khi mà chị đã về thì đừng có đùa với chị. Chị về là chị lên làm livestream là chị sẽ trở thành thánh livestream luôn. Các KOL, KOC là chuẩn bị tắt đài dẹp hoàng bên hết. Giỡn đâu. Chị mà đã lên mạng là bảo đảm luôn. Chỉ cần lên không gian mạng, chỉ cần chị xuất hiện thì bảo đảm. Xin lỗi cỡ như bán hàng như Phan Phong hả? Lẹt xoẹt mấy chai tinh dầu, lẹt xoẹt mấy cái máy xông, lẹt xoẹt mấy cái kính này, để qua một bên. Trời ơi em về em mượn chị làm được làm đại sứ thương hiệu cho cái mỹ phẩm của em thì chắc trời ơi chắc là cuồng luôn. Khúc đó là em bán không kịp luôn canh cho chị gì, cho ngày ngàn đơn là chuyện bình thường canh chị. Chốt đơn chốt mỏi tay luôn, chốt lìa chốt mỏi tay luôn ha, thiệt tình. Phan Phong, anh Vương Quang Phú anh nói rằng Phan Phong là loại kiếm tiền thôi, không công tâm đâu nhé. Của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từng học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhìn mặt mà bắt hình dong. Phan Phong là loại kiếm tiền thôi, không công tâm đâu nhé. Đưa ra cái câu chuyện gì ra, ngồi nói chuyện công tâm xem thử coi. Bỏ yếu tố chính trị qua bên nha. Cảm ơn cô Nam Nguyễn nha, lát nữa con nhắn tin lại cho cô ha. Hai năm rồi mà chưa ra hả chị Bạch Tuyết, Lê Bạch Tuyết? 3 năm mà bị kêu án 3 năm làm sao mà 2 năm ra được chị? Kêu án 3 năm mà sao 2 năm ra được? Các anh các chị nói là cho công tâm mà các chị cứ sợ à. Các anh các chị lên, các anh các chị mở kênh ra đi. Các anh chị lên mở kênh ra, các anh các chị chia sẻ nhận định của mình, bình luận của mình lên đó mà ngồi bình luận đi. Đâu có ai cấm các anh các chị đâu. Không ai cấm cả. Người ta muốn nghe là nghe lời nói của các anh các chị, nghe cái phân tích của các anh các chị. Rồi khi đó người ta đối chiếu với những sự việc nó đang diễn ra, khi đó người ta xem để coi là lời nói đó nó đúng hay là không đúng.
còn công tâm hay là không á, để cho người khác người ta biết đi, tâm của anh đâu, đưa đây tôi coi thử nó công hay là nó thẳng hả? Tâm của anh đâu, đưa đây ra tôi xem thử coi nó công hay là nó thẳng. Mà anh ngồi đó anh nhìn được người ta, mà anh biết cái tâm người ta. Anh nhìn bà Trương Mỹ Lan, bà làm từ thiện cả 2.500 tỷ, so với cái con số vài trăm tỷ thì nó là cái gì? Nhưng mà đừng có mang cái số tiền ra để mà ngồi so. Thậm chí nó vài chục ngàn, nhưng mà đó là người ta bố thí ba la mật thì câu chuyện cái phước báu của người ta nó khác, được chưa? Về đọc thêm một số cái giai thoại và sử sách của kinh Phật đi thì biết ha. Được chưa? Đó, 2.500 tỷ tính ra số tiền làm từ thiện của bà Trương Mỹ Lan nó là bao nhiêu. Nhưng mà các chị chỉ thấy giai đoạn đó là tung hô lên, chỉ thấy cái đó thôi, chứ đâu thấy cái câu chuyện bây giờ, đúng không? Tất cả mọi chuyện nó chỉ được phơi bày khi cái tấm màn nó được vén lên. Còn khi tấm màn nó chưa được vén lên thì đố các anh các chị nhìn thấy được cái gì? Các anh các chị chỉ nhìn thấy được tấm màn thôi. Còn khả năng mà nhìn xuyên thấu tấm màn như thế nào đó là phụ thuộc vào góc độ nhận thức của mỗi người, nhân sinh quan của mỗi người. Đôi lúc mình phải tư duy ngược một tí ha. Đôi lúc mình phải tư duy ngược một tí, đừng có tư duy thẳng không. Giờ này mà còn vào đây đã lắng nghe thôi thì lắng nghe, lâu lâu chọc vô một cái không nghe, không thấy, không biết, lên phân tích đi. Đầy cái câu chuyện ở trên mạng xã hội cho chúng ta phân tích kia kìa, đầy cái câu chuyện thời sự cho chúng ta phân tích kia kìa, sao không lên phân tích? Tôi chỉ cần nói là các anh các chị mang ra cái so sánh bà Trương Mỹ Lan rồi so sánh bà Hằng, tất cả mọi sự so sánh nó đều là khập khiễng. Nhưng bây giờ ai cũng nói cái chuyện mà đi làm từ thiện nó sẽ là một yếu tố được xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, được xem như là tình tiết giảm nhẹ. Thì bây giờ tình tiết giảm nhẹ có làm từ thiện không? Có. Làm từ thiện nhiều ít? Nhiều. Một bên có làm từ thiện không? Có. Làm từ thiện nhiều ít? Dạ, đối với người khác thì em là nhiều, nhưng mà đối với bà Trương Mỹ Lan á, thì em chỉ là hột cát bỏ biển. Khác không? Khác chứ. Đấy, cho nên cái câu chuyện xã hội đến ngày hôm nay các anh chị biết rồi. Xong phiên phúc thẩm, sau phiên phúc thẩm thì câu chuyện này đứng hình và sẽ là một cái cuộc bắt đầu là tán loạn xã hội lên. Người này chạy đi tìm đề tài này, người kia chạy đi tìm đề tài kia, người này làm cái này, người kia làm cái nọ. Thế thôi, hết rồi. Xong ngày hôm nay nữa là coi như là xong rồi. Còn gì nữa? Còn chờ một cái ngày nữa. Tôi nói là nếu có mà cái liên hoan đó, nếu mà có cái buổi mà ra xong rồi tập hợp fan lại đó, là tôi nói là dự đoán tình hình như vậy thôi, còn không biết nó có xảy ra hay là không, hay là chắc là người trong cuộc người ta cũng ớn lắm rồi, giờ nhìn cái nhóm đó xong tức là họ lắc đầu quá ha. Người ta lắc đầu rồi, bây giờ không dám đâu, cho tập trung lại làm vài ly vô xong rồi ra ngồi chọn nhau live stream lên nữa thì ô bà chết. Đứng gì đó không biết đường nào mà đỡ luôn nha cái gì ha, mấy điều nào mà đỡ. Thôi để em kết thúc cái bên này, em qua lại kênh Phan Phong Official của em để em lên em livestream, em giao lưu với khán giả của em. Chứ còn những người mà vào xong rồi cứ suốt ngày chửi bới em thì tội quá, cho em xin hai chữ bình yên để em lên giao lưu với khách của em bán hàng kiếm tiền mua sữa cho con các chị ha. Hẹn cả nhà trên kênh Phan Phong Official nha, em sẽ lên sau 5-10 phút nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em hôm nay em cũng chả buồn phải kêu gọi like hay là không like, tại vì em biết những người mà quan tâm tới câu chuyện này bữa nay không còn bao nhiêu nữa trơn ha. Thôi em đi lo kiếm tiền nha, không đi kiếm chuyện nữa đâu cả nhà ha. Hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Phong Phong Official nha. Bye bye.